Chị tên gì hả chị ha? Dạ, tên Hiền, Nguyễn Thị Thanh Hiền. Dạ. Chị Hiền ở đâu chị Hiền? Dạ, anh đang ở Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Dạ. Rồi hôm nay chị Hiền kết nối là để kiếm ai chị Hiền ha? Dạ, thứ nhất là kiếm ông anh thứ anh tên Quý. Thứ hai nữa là bà chị tên Hà. Dạ. Rồi câu chuyện của chị thất lạc ra sao chị kể cho em nghe. Dạ bà chị á, thì hồi xưa nhà em ở ở Sài Gòn, ở quận phường 20, quận 3, Cách mạng tháng 8 á, Dạ. là ba má em bán cháo vịt. Buổi chiều khoảng 3 giờ 3 4 giờ chiều á, Dạ. là em với bà chị, lúc đó em cũng còn nhỏ, hình như là em có 3 4 tuổi gì đó, rồi bà chị khoảng chừng 7 tuổi đổ lại, từ 5 đến 7 tuổi á, thì hai chị em ở trong nhà đi ra chỗ má bán, thì má lu bu quá thì má cho tiền, đứa cho đứa không, cho em mà không cho bà chị á. Rồi cái rồi không biết là sao bà chị mới giận mới lẫy á, rồi cái đi mất tiêu luôn. Ồ. Hồi chưa hồi lúc trước đó, trước cái vụ mất á, là có chị họ của má em là ở bên Miên á, là xin xin bà chị, tự bà xin bà chị này á, là má em đi khấn á, khấn nhìn gương mặt của bà y như là mẹ 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 núi Bà Đen vậy đó, gương mặt bà gì đó, má em con cộng khẩn đó. Rồi bắt đầu cái mấy cái bà gì ở bên Miên á, bà xin mà má bà gia đình em không có cho, tại nhà là 6 anh em trai, 3 chị em gái, nhưng mà bà chị gái lớn á, là bà mất hồi nhỏ đó, rồi giờ còn cái em với bà chị đó thôi. Nhưng mà cái vụ xin tiền đó, rồi đứa cho đứa không, rồi cái bả thất lạc luôn, mà đi mất bớ. Bây giờ nhà lên đài, lên báo chí, báo công an đồ nhiều lắm, nhưng mà tìm không có ra. À, ngộ quá. Dạ, là Dạ. lúc đó là tính ra là chị này chỉ 4 mấy tuổi rồi đó, 4 7 tuổi rồi đó, 47 tuổi, 6 7 tuổi. sinh sinh năm Dạ 76 hả? dạ đúng rồi, 76. Vậy là khoảng khoảng mất tích năm khoảng 8 mấy? 82 hả? Chắc cỡ đó anh, tự vì nhà em ở Sài Gòn lên đây năm 85, Dạ. 87, 85. À. Vậy rồi cái trong quá trình mất tích đó thì mình có nghi ngờ là bị gì không, ai bắt hay là này kia gì Thời không? đó em nghe ba má em nói á, là tại vì ba em mất rồi, má cũng mới mất đây được mấy tháng rồi. Thì nghe ba má em kể là cái lúc đó là hay có cái vụ mà bắt cóc con nít á, mà bẻ lội tay lội chân đi ăn xin á. Ghê vậy. Dạ, là cái hồi xưa là ở đó là chuyên đề là nó hay bắt cóc vậy đó. Dạ. Nhưng mà cũng đi coi thầy rồi tùm lum tùm la, nói chung báo chí đài gì có hết luôn á, mà tìm không ra. Dạ, lúc đó mới 6 tuổi hả chị ha? Dạ chắc cỡ đó anh. Lỡ có bị vậy thì cũng thấy thương có chị ha? Dạ. Rồi còn ông anh tên Quý á, là ảnh sinh 1968. Nhà ảnh đi thanh niên xung phong hồi năm 85, là ở nông trường cao su ở Đắk Nông á. Rồi sau cái thời gian nhà em làm ăn sao á, rồi mới đi kinh tế mới là lên đây nè, là năm 80 lên đây 85. Rồi đi tìm hai nó lên đây là hồi đó khổ lắm. Rồi đi 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 cái bắt đầu được 1 5 2 năm á, là bắt đầu mới đi tìm, đi kiếm ảnh mà tìm không ra. Lên chỗ ảnh là lên chỗ mà anh đóng quân á, cũng không tìm ra, cho nên là không biết là khi mà anh xuất ngũ anh về á, là anh có đi tìm gia đình hay không, không biết, tại vì lúc đó đâu có xài điện thoại đâu, thời đó đâu có điện thoại đâu mà liên hệ được, cho nên là bây giờ tìm sao tìm. Vậy là anh Quý là sinh năm sáu mấy? Sáu tám. Sinh năm 68. Mà hồi đó đi thanh niên xung phong ở đâu chị? Dạ ở nông trường cao su ở Đắk Nông anh. À, ở Đắk Nông. Dạ. Và nếu mà anh Quý xuất ngũ về đó thì là gia đình chị có chuyển chỗ ở hoặc thay đổi chỗ ở này kia gì không? Là trước là nhà ảnh đi đến đó, là nhà em năm 85 là lên đây luôn. Nhiều khi ảnh đi về chỗ ảnh xuất ngũ về ảnh đi tìm gia đình thì chắc cũng không biết, cũng có tìm nhưng mà không biết ở đâu thôi, tại thời đó đâu có điện thoại rồi đâu mà biết. Tự dưng mất hai người con lặng xẹt có gì. Dạ tâm nguyện của ba má em nói để tìm anh, nhưng tìm anh thì chị, nhưng mà chưa kịp tìm. Nói chung cũng đi tìm dữ lắm. Hồi đợt đó cách đây cái đợt mà dịch á, thì nhà em cũng có như chưa hề có cuộc chia ly, cũng lên đây quay rồi cũng đi tìm, nhưng mà vô cái nguyên cái mùa dịch đó rồi là ngưng tới giờ. Rồi
Hai người đó thì có cái đặc điểm gì để nhận dạng cụ thể không chị? Lỡ ví dụ như có những cái trường hợp mà lỡ có bị gì mà không có nhớ gia đình hoặc này kia đó. Dạ không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Ừ. Dạ không có trí nhớ bình thường không Dạ, tội nghiệp quá ha. có. Dạ Cái trường hợp thứ nhất còn trẻ, còn còn nhỏ mới có 6 tuổi thì nói thất lạc. Nhưng mà trường hợp dạ mà của anh Quý đó mới lạ. dạ đúng rồi, ai cũng nói trừ khi là sợ ảnh mất rồi thôi, chứ còn nếu mà ảnh sống thì ảnh đi tìm mình hoặc là mình đi tìm ảnh là sẽ ra thôi, chứ đâu mà này mấy chục năm rồi. Nhà em lên đây là ba mươi mấy năm, năm 65 tới giờ, rồi cũng có đi tìm vài lần rồi. Nhưng mà cái năm 86 đó là cái khi mà anh đi thanh niên xung phong đó, là đôi bên có còn liên lạc được với nhau qua thư từ này kia gì không? Dạ có, ảnh có để một cái lá thư địa chỉ trên nên nhà mới biết giữ luôn tới giờ anh. À, là cái lá thư Dạ cuối cùng là anh gửi về là năm mấy, khoảng năm mấy? là năm tám 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 lăm hay tám sáu gì đó, Ờ, vậy là để cũng... anh ngồi anh chờ tí em cứ lấy lục lá thư được không. Dạ được rồi, mình nói chuyện trước đây rồi chị chụp chữ gửi sau. Dạ. Dạ. Vậy là có nghĩa là sau giải phóng đúng không chị, thì cũng không có đáng lo ngại cái chuyện mà bom đạn đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Bởi vì là nếu ví dụ như trước giải phóng thì nói là do chiến tranh hoặc này kia, nhưng mà sau giải phóng thì cũng cái chuyện mà ví dụ như là rủi ro cũng không có cao lắm. Dạ có là trường hợp là ở rừng ở trong rừng rồi sợ sốt rồi thôi, chứ còn chiến tranh thì chắc không có. Dạ, mà nếu ví dụ như có gì thì đơn vị cũng phải báo về chứ, đúng không? Mà em sợ như vậy nè, tự gia đình em lên đây á là mất liên lạc ở dưới Sài Gòn, cho nên là nhiều khi muốn báo hay gì cũng không có biết đường đâu báo. Thì Tại đó thời đó nhà em đi kinh tế mới á. là... Dạ hình như anh gửi cái lá thư đó hình như năm 86 hay sao. Rồi Dạ chị đọc tên của những người thành viên trong gia đình đó, rồi để cho các anh chị của chị nếu mà có xem được thì nghe để dễ nhận biết đó là gia đình của mình. dạ giờ Dạ, đọc tên người trong nhà ha. tên ba mẹ rồi tên các anh chị em. À ba em á là Nguyễn Văn Ơn, Dạ. còn má em là Nguyễn Thị Thắm. Dạ. Rồi. Rồi anh hai của em á là Nguyễn Văn Tuấn. Dạ, Nguyễn Văn gì chị? Nguyễn Văn Tuấn. Dạ Tuấn. rồi, Rồi Nguyễn Văn Quý là ảnh đó. dạ Tên ảnh thường gọi là tên Lắc. vậy hả chị? Dạ. Dạ Rồi Nguyễn Văn Lộc. dạ rồi, Nguyễn Văn Hải. dạ Nguyễn Văn Hùng. dạ Nguyễn Thị Hà. cũng nhiều quá chứ ha. Dạ chín người hết thảy, mà giờ ở nhà còn bốn em. Nguyễn Thị Hà, Dạ, anh mà sao em là Nguyễn Thị Thanh Hiền. dạ rồi, Rồi Nguyễn Văn Hậu. dạ Hậu rồi, là Út. sao mà đặt Hải xong rồi tới Hùng vậy? Sao hai người đặt gần nhau quá? Hải Hùng. Dạ, Dạ chắc cũng không có để ý chị ha. dạ Dạ, không có để ý, giờ đọc ra mới biết là Hải Hùng. yeah. Em không biết là tại vì Dạ. hồi thờ về ở gần Sài Gòn này, đây lúc đó như mới có 5 6 tuổi gì. Dạ. Tội nghiệp chị Ngày Hà. hôm qua vô tình em mở bên cái gì đó YouTube gì đó, rồi Dạ. em mới thấy sao mà tự nhiên bốn mươi mấy năm mà tìm được rồi, năm mấy năm tìm được, tại sao anh mình ba mươi mấy năm mà sao tìm không ra, mấy 40 năm tìm không ra. Dạ. Rồi nó để liên hệ với anh thử, mà em cũng không biết cài cái gì, lấy số hay gì đó, rồi em mới kêu thằng con em á, nó lấy số rồi nó mới kết bạn Zalo á chứ. Dạ em nghĩ đó Dạ là chị Hà lúc đó là 6 tuổi thì chắc là cũng nhớ những cái chi tiết, những người thân trong gia đình chắc còn nhớ hả chị ha, hy vọng vậy ha. dạ hy vọng là vậy, nhưng mà em là em không nhớ gì hết, em không biết gì hết. Dạ Dạ vậy ha. Thì đương nhiên là chị Hiền, thì sau này mà chị Hiền sinh năm mấy vậy? dạ em 78.
À 78, đúng rồi 78 thì nhỏ hơn rồi, là không nhớ phải rồi. Còn còn chị Hà là 76 ha. Dạ đúng rồi. Dạ, vậy chị Hà lúc đó cũng có thể là 6 tuổi thì cũng có nhớ một số chi tiết. Rồi cho tiền không có điều gì giận hả? Dạ đúng rồi. Ừ. Cha hai đứa mà đứa cho đứa không đó, cho nên là nó giận nào chắc cũng đi vòng 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 vậy đó. Dạ. Vì giữ dắt chiều, nhà em bán buổi chiều mà bán quán nhậu, cho nên là lu bu, rồi cái người nhà chạy ra hỏi rồi là quán là mất tiêu luôn đó. Em nghĩ thì cái trường hợp này thì là thất lạc nhiều hơn rủi ro, bởi vì là trước đó là có mâu thuẫn, trước đó có mâu thuẫn cái chuyện mà không cho tiền thì giận bỏ đi đó, thì sợ đi thì không biết đường về, rồi người ta dẫn đi luôn á, ai dẫn đi kiếm mẹ kiếm cha hoặc này kia rồi dẫn đi luôn á, thì em nghĩ là cái trường hợp lạc nó nhiều hơn. Và nếu gọi là trường hợp lạc đó thì cũng còn có khả thi khả năng để kiếm, còn mà trường hợp rủi ro thì là nó lại khó hơn. Thì theo nguyện vọng gia đình thì em cứ đăng tin ha, có duyên thì chị em cũng gặp lại nhau. Thì chăm sự nhờ bên anh giúp đỡ giùm, thì cũng xin cộng đồng mạng chia sẻ nhiều nhiều giúp gia đình. Rồi nếu như ai đó mà tìm được hay là một cái thông tin gì của một người anh và một người chị của em á, thì em xin hậu tạ 10 triệu cho với những người mà tìm được anh và chị của em. Rồi để em đăng tin cho chị, rồi có tin tức gì em cho chị Hiền hay ha. Có gì anh nói. Rồi ok nha chị. Dạ, xong hả anh? Dạ Dạ, rồi em chào chị chúc anh ha. buổi tối vui vẻ. Dạ, Dạ chào anh. dạ dạ